thêm 14 người nghi dương tính với COVID-19 tại Bệnh viện Y học Cổ truyền LNQ Bắc Giang. Ngày 17 tháng 1, qua xét nghiệm bằng phương pháp PCR, phát hiện thêm 14 người nghi dương tính với COVID-19 tại chùm ca bệnh tại Bệnh viện Y học Cổ truyền LNQ ở phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang. Nhằm nhanh chóng khống chế ổ dịch, lãnh đạo bệnh viện đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho nhân viên, bệnh nhân, người nhà của bệnh nhân đang ở viện bằng phương pháp test nhanh và PCR. Đồng thời, khử khuẩn toàn bộ khuôn viên của bệnh viện một lần trên ngày. Theo đó, tổ chức sàng lọc, cách ly các đối tượng nghi nhiễm, nguy cơ cao, bố trí 2 bệnh nhân phòng, thông tin cho tất cả cán bộ, nhân viên và bệnh nhân theo dõi chặt chẽ diễn biến sức khỏe, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Trước đó, sau khi phát hiện 33 ca dương tính với COVID-19, Bệnh viện Y học Cổ truyền LNQ đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hùng Cường tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR. A cho 178 người là nhân viên, bệnh nhân đang ở bệnh viện và cách ly tại nhà. Kết quả, có thêm 14 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ở 2 khoa, cấp cứu phục hồi chức năng, nội tổng hợp. Ngay sau khi có kết quả này, Bệnh viện Đa khoa Hùng Cường chuyển toàn bộ 14 mẫu sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tiếp tục xét nghiệm khẳng định. Bệnh viện đang tích cực phối hợp với các địa phương lập danh sách truy vết trường hợp là F1, F2 để yêu cầu đến trạm y tế xã, phường, thị trấn khai báo y tế, tiếp tục theo dõi sức khỏe, không đi khỏi nơi cư trú nhằm ngăn chặn dịch lan rộng ra địa bàn. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.